Sherlock Cup và con đường văn chương không bằng phẳng với thiên sử thi sông Đông êm đềm. Sherlock Cup tên đầy đủ là Mikhail Alexandrovich Sherlock Cup, sinh vào ngày 11 tháng 5 tại Kamenskaya, mất năm 1984. Ông từng theo học phổ thông ở Moskva nhưng lại bị gián đoạn vì nội chiến Nga, nên sau đó ông đầu quân cho quân đội khi chỉ mới 13 tuổi. Sherlock Cup bắt đầu sáng tác khi còn khá trẻ. Ông cho ra đời tác phẩm đầu tiên là truyện ngắn Cái Bớt vào năm 19 tuổi. Năm 1922, sau khi nội chiến kết thúc, thì nhà văn chuyển về thủ đô Moskva và mong muốn trở thành một nhà báo. Khoảng thời gian đầu ở đó, ông phải kiếm sống hàng ngày bằng công việc chân tay nặng nhọc, song song với việc tham gia vào các lớp học ngắn hạn dành cho các nhà văn trẻ để rèn luyện thêm ngòi bút của bản thân. 4 năm sau, ông viết dòng đầu tiên của bộ tiểu thuyết sử thi huyền thoại Sông Đông Êm Đềm. Bộ sách xoay quanh cuộc sống của người Cossack được viết ròng rã trong gần 14 năm với tổng cộng là 4 tập. Sherlock Holmes viết Sông Đông Êm Đềm khi bản thân 21 tuổi. Người ta cho rằng ông còn quá trẻ để có thể viết nên những án văn dày dặn như thế. Nhưng mặc cho dư luận bàn tán, nhà văn bỏ ngoài tai tất cả, không biện minh hay trách cứ, ông tiếp tục hoàn tất tác phẩm để đời của mình. Hơn thế, nhờ có sự ủng hộ của các nhà văn lão thành như Maxim Gorky hay vị lãnh đạo tài ba Stalin, tác phẩm được phép in và phát hành rộng rãi. Chính việc này đã đưa tên tuổi Sherlock Holmes trở thành một trong những đại diện xuất sắc nhất của dòng văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa. Năm 1925, cây bút tài năng bắt tay vào sáng tác một bộ tiểu thuyết đồ sộ khác. Tác phẩm Đất Vỡ Hoang phản ánh phong trào tập thể hóa nông nghiệp ở nông thôn Nga. Bộ tiểu thuyết đã phải mất gần 30 năm mới hoàn thành đủ 2 tập. Đất Vỡ Hoang được trao tặng Giải thưởng Lenin, giải thưởng cao nhất dành cho lĩnh vực văn học và nghệ thuật của Liên Xô. Cuộc đời nhà văn gắn liền với những biến động thăng trầm của nước nhà. Khi chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, cũng như nhiều nhà văn khác, Sherlock Holmes tạm ngừng việc sáng tác các tác phẩm thời bình để chuyển sang viết về đề tài chiến tranh và khích lệ tinh thần các chiến sĩ Hồng quân. Sherlock Holmes đã sáng tác tiểu thuyết Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc, viết về cuộc đời những người nông dân Nga phải đứng lên cầm súng để bảo vệ nước nhà. Tập đầu tiên của bộ sách được ra đời trong chiến tranh nhưng tiếc thay, bản thảo sau đó lại bị thất lạc nên tác phẩm hiện tại chỉ còn vài chương rời rạc. Sau khi hòa bình lặp lại, Sherlock Holmes tiếp tục khai thác nhiều vấn đề nhức nhối thời bấy giờ khi cho ra đời tác phẩm Số phận một con người với câu hỏi lớn rằng liệu nhân loại có thể vượt qua được thương tổn do chủ nghĩa phát xít gây nên để gây dựng một cuộc sống yên bình trong thời đại mới hay không? Số phận một con người không xoay quanh chiến trường đẫm máu mà chủ yếu viết về những dư chấn nặng nề mà chiến tranh phi nghĩa để lại. Song hành cùng với đó còn là nỗi ám ảnh chết chóc trong từng giấc mơ, nỗi sợ bị lãng quên ở xã hội mới. Cả cuộc đời của Sherlock Holmes là một chuyến hành trình chứng kiến và trải qua những cuộc mốc lịch sử quan trọng nhất. Chính điều đó đã gián tiếp cấu thành nên một bộ óc thiên tài, một tầm nhìn rộng lớn và trái tim bao dung, nhân hậu, luôn đồng cảm và trân trọng con người lao động hay những kiếp người khốn khổ. Ông căm ghét chiến tranh và luôn sẵn sàng dùng ngòi bút đanh thép của mình vạch trần những góc khuất u tối ấy. Sherlock Holmes ghi nhớ từ những cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ đến hình ảnh khói lửa bom đạn tàn phá nhà cửa, đất đai. Ông tích góp tất cả rồi trải chúng ra trang giấy bằng con chữ của mình. Năm 1967, nhà văn được phong danh hiệu Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa. Sherlock Holmes mất tại Moskva vào ngày 21 tháng 2 ở tuổi 79. Thiên tiểu thuyết sử thi hùng vĩ Sông Đông Êm Đềm của Sherlock Holmes. Sông Đông Êm Đềm là bộ tiểu thuyết vĩ đại nhất của Sherlock Holmes. Tác phẩm đã đem lại cho tác giả giải thưởng văn học Nobel danh giá. Người ta thậm chí còn so sánh nó với tác phẩm Chiến tranh và Hòa bình của Lev Tolstoy vì độ tinh thông trong nhiều lĩnh vực và lượng kiến thức khổng lồ từ lịch sử được sử dụng. Tác phẩm miêu tả giai đoạn từ năm 1912 đến năm 1922 tại hai bờ sông Đông ở một làng người Cossack ven sông và đồng thời cũng khắc trọn vẹn hành trình 10 năm cuộc đời của nhân vật chính. Tác phẩm với trên 100 nhân vật diễn ra trong khoảng thời gian 10 năm cùng khoảng không gian rộng lớn với những sự kiện lịch sử dồn dập nhưng lại được nhà văn liên kết vô cùng chặt chẽ. Sông Đông Êm Đềm được chuyển thể thành bộ phim điện ảnh cùng tên năm 1930 và được xem là một trong những tác phẩm kinh điển của nền điện ảnh Nga. Hai bộ phim truyền hình cũng được ra đời sau đó vào năm 1957 và năm 1992. Cuối cùng, dù hay được đặt lên bàn cân so sánh với các tác phẩm lớn về chiến tranh như Chiến tranh và Hòa bình hay Chu Nguyện Hồn Ai, nhưng Sông Đông Êm Đềm vẫn luôn khẳng định được giá trị thời đại kinh điển của mình trên văn đàn Nga nói riêng và văn đàn thế giới nói chung. Nhìn vào thành quả lao động với những tác phẩm văn học, Sherlock Holmes quả thực là một con người vĩ đại của nền văn chương nhân loại. Ông đã dành trọn cuộc đời mình để cho ra đời nhiều tác phẩm kinh điển và để lại vô vàn bài học quý giá cho thế hệ sau. Sherlock Holmes tham gia cuộc vệ quốc vĩ đại của người Nga chống phát xít và giữ nhiều cương vị lãnh đạo quan trọng của đảng. Ông qua đời ngày 21 tháng 2 năm 1984 tại quê nhà. Và đến tận ngày nay, Sherlock Holmes vẫn được xem là một trong những nhân vật đáng tự hào nhất của xứ sở Bạch Dương.
Hàng năm, tại ngôi nhà mà ông từng sinh sống, người ta tổ chức lễ hội mùa xuân Solokhov như một hoạt động văn hóa lớn. Hoạt động này đã được duy trì trong suốt 20 năm qua.